Xin chào các khán giả của kênh Thể thao 5.1. Thắng lợi 1-0 trên sân nhà ở lượt đi giúp Feyenoord đứng trước cơ hội phục thủ AS Roma sau khi để thua đội bóng Serie A trong trận chung kết Europa Conference League mùa trước. Tuy nhiên, việc phải làm khách tại Olympico sẽ không dễ dàng để đại diện đến từ Hà Lan giữ vững lợi thế mong manh. Ngày hôm nay, Mr. Zeki sẽ cùng quý thính giả phân tích và nhận định về cặp đấu giữa AS Roma và Feyenoord diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2023. Đây là trận đấu mà các fan thầy Jose Mourinho rất quan tâm. Trước thông tin Juventus có thể được trả lại 15 điểm từ án phạt tại Serie A thì vị trí top 4 của AS Roma lúc này khá mong manh, dù AS Roma đang xếp vị trí thứ 3 hơn vị thứ 4 của AC Milan 3 điểm. Nhưng với lực lượng mỏng, trong khi Serie A còn 8 vòng nữa thì AS Roma có lẽ yếu thế hơn Juventus, AC Milan, Inter Milan, Lazio. Lúc này, cửa dự cấp C1 mùa năm 2023 đến năm 2024 có lẽ sẽ thiết thực hơn với thầy Mourinho và các học trò của mình. Họ chỉ cần nỗ lực hết mình 4 trận. Chúng ta đều biết Jose Mourinho là vị tướng đánh trận. Quay trở lại với cặp đấu AS Roma và Feyenoord, dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho, AS Roma đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt để hướng đến các danh hiệu. Mùa giải năm ngoái, AS Roma đánh bại chính Feyenoord để đăng quang ở Europa Conference League. AS Roma khởi động cho trận đấu này bằng chiến thắng 3-0 trước Udinese ở Serie A, đó là trận thắng thứ 3 liên tiếp của họ. Bước vào trận đấu này, AS Roma thắng 8 trên 10 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường và trong tất cả những trận thắng đó, họ đều giữ sạch lưới. Trong 4 trận gần nhất trên sân nhà, AS Roma đã ghi được 2 bàn thắng trở lên và họ có 3 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Europa League ghi 2 bàn trở lên ở 4 trên 5 trận. Dù để thua 0-1 ở trận lượt đi, tuy nhiên AS Roma đã đánh bại Feyenoord ở 2 lần chạm mặt trước đó. Feyenoord vừa có thắng lợi 3-0 trên sân Cambuur để tiến gần hơn đến ngôi vương ở giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa này. Đội khách bước vào trận đấu này với thành tích tốt tại giải quốc nội, toàn thắng cả 9 trận gần nhất. Qua 29 vòng đấu, Feyenoord chỉ nhận về một thất bại duy nhất và thắng đến 21. Hiện Feyenoord vững vàng ở vị trí đỉnh bảng cùng 8 điểm nhiều hơn Ajax xếp sau. Như vậy Feyenoord có thể hoàn toàn tập trung vào sân chơi Europa League để hướng đến cú đúp danh hiệu. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Matt Whiffer giúp Feyenoord nắm lợi thế lớn trước cuộc so tài này. Feyenoord có hiệu suất ghi bàn ấn tượng, nổ súng trong 26 trận gần đây nhất của họ. Lần gần nhất họ không thể ghi bàn là trước Sturm Grey trên sân khách vào tháng 10 năm ngoái và 3 trong 5 trận gần nhất họ đã ghi được 3 bàn thắng trở lên. Tuy nhiên, hành trình trên sân khách của Feyenoord tại Europa League không thật sự tốt. Mùa giải này Feyenoord đã chơi 4 trận sân khách và không thể có chiến thắng. Nhận định của Mr. Zeki, lựa chọn sáng nhất trong cặp đấu này là AS Roma chấp 0.5 trái cả trận. Chúc các anh em may mắn.